Xin chào các bạn, đây là hai ông anh của mình. Mình là Võ Anh Kiệt, vận động viên chuyên nghiệp thể hình. Chào các bạn, mình là Nguyễn Tấn Sơn, mình là vận động viên thể hình chuyên nghiệp. Và hôm nay mình sẽ có một thử thách sức mạnh dành cho hai anh. Đó là sẽ cho hai anh thử động tác plank xem thử hai anh có làm được hay không nha. Plank jump, bước đầu tiên là các bạn nắm lấy thành para. Nhưng mà nắm làm sao để cho hợp lý? Các bạn sẽ nhìn qua cấu tạo của anh Kiệt và anh Sơn nha. Nhìn từ trước tới các bạn sẽ thấy gì? Các bạn để ý một điều, đó là cái vị trí từ vai cho đến cùi chỏ của anh Kiệt nó dài hơn anh Sơn. Và có một đặc điểm trong plank, đó là khi cái cánh tay mà nó dài thì xu hướng thường form của các bạn nó sẽ hơi rộng hơn vai một xíu. Và với những người có cánh tay ngắn như anh Sơn giống với mình thì độ rộng thường nó sẽ bằng vai, nó sẽ là tốt nhất. Đây là bước đầu tiên trong plank, đó là chọn độ rộng hợp lý. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thử với từng level. Cái level đầu tiên của plank sẽ là thức plank nha. Mặt rồi mình tiến về trước, mình tiến về trước đủ xa cái mình nhắc cái chân của mình lên. Nó giống như là anh shoulder press. Lúc anh shoulder press thì thường anh muốn cho cái vai của anh mạnh nhất thì anh ấn nó xuống và anh đẩy lên. Thì giờ cái plank là mình làm y như cái kỹ thuật đó, ấn nó xuống và đẩy lên. Nhưng mà giờ cái tay mình nó thẳng rồi, ấn xuống, đẩy lên. Anh Kiệt thử nha. Dạ, nắm chặt. Ấn vai, đẩy lên. Thẳng tay hơn xíu nữa thôi anh. Đó, đúng rồi. Rồi, ok. Rồi, tới anh Sơn thử nha. Cảm giác bàn vai anh sẽ phát lực được tốt hơn. Thẳng tay anh, thẳng tay thử anh. Ui. Chú về trước đi. Dạ, thẳng tay lên. Anh hình dung là y như mình đẩy vai. Nhưng mà mình đẩy vai thẳng. Bình thường cái tay mình nè. Còn hôm nay thì nó sẽ như này. Rồi, anh lại phát thử nha. Đó, hạ hông thấp xuống xíu. Hạ hông thôi, hông thấp xuống thức như nãy, mình thò chân ra một tí. Tăng độ khó lên đúng không? Dạ. Đó. Dạ, để gì chưa? Thò chân ra dài hơn xíu nữa. Đó, đúng rồi. Đúng rồi. Tay thẳng hơn xíu nữa thưa anh. Ông đỏ mặt rồi. Khó vậy. Chú đào xuống được không? Không. Cái đó là rụt cổ. Lúc này thì anh sẽ bị yếu đi. Nên anh nhớ là nén cái vai xuống thì anh sẽ dễ nâng cái người của mình lên. Plank á, nó giống với lại chuyện anh làm như thế này. Đó là anh đang bắt đầu với tư thế này. Đó, anh dùng cái vai để anh nâng người mình lên. Plank che nó thật sự là như vậy. Dùng vai nè, gần bụng, mình nâng người mình lên. Đó. Ok, anh Sơn thử cái thử. Ok. Anh hiểu tại sao bằng tới không tập đùi rồi. Chứ anh Sơn hơn mình 10kg cơ. Nhưng mà 10kg đấy nó đáp hết xuống phần thân dưới của ảnh. Nên gần như là cái trọng lượng ở phần thân dưới nó sẽ trì ảnh xuống rất là mạnh. Em sẽ cho hai anh thử cái form nó nhẹ hơn. Mình sẽ ép cái cùi chỏ của mình, cái phần cánh tay mình vô cái xô. Má chuyện này lụm băng tới không được nữa bạn. Nó bơ lại đi. Đó. Xa hơn nữa thôi. Đó. Cảm giác. Đó. Chết tới rồi. Chết tới rồi. Cái này lụm tới rồi. Được rồi đó. Ok, và là buổi thử plank cho hai bodybuilder hôm nay chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Kết thúc được buổi này thì anh Sơn làm được Benam plank, còn anh Kiệt thì làm bắp mé được Adventure plank. Mỗi môn sẽ có một thế mạnh, chúng ta hiểu nôm na là như thế này. Bởi vì với những ai tập calisthenics, các bạn tập những chuyển động nào thường xuyên
từ chuyển động đó được xem như là cường hóa lên. Còn với những bodybuilder tập trung vào việc xây dựng cơ bắp và tập trung vào những cái chuyển động nó có tính hypertrophy nhiều hơn, vậy khi mà thử một chuyển động mới thì nó sẽ gọi là nó sẽ cần nhiều thời gian hơn để thích nghi. Tập thì chắc chắn hai anh sẽ tập được thôi, nhưng mà ngay buổi hôm nay thì khó có thể làm được ngay. Ok, chúc bạn tập luyện hiệu quả và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.